Đây rồi đây. Xin chào các bạn, cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì mấy chị em đi vô đồng để dỡ vớn nha cả nhà. Thì hồi nãy có hỏi hai chú bên đó đó, hai chú nói là có cái vớn đằng đây của mấy chú á. Rồi mấy chú kêu lại dỡ ăn đi, bây giờ mấy chị em mình sẽ lên đi dỡ vớn. Đây. Giờ hai chị em mình xuống dỡ nha. Con với lại xuống dưới trên bờ nha. Xuống dưới đây. Hai cưng chân vĩnh rụng. Em muốn xuống cá. Để chị xuống trước đi, chị coi chị nhé. Ôi cái giống nó lỗ lủng rồi Dương ơi. Nhưng mà cái lỗ nó nằm ở bên mép bên đây nè. Xuống vịnh đi Dương ơi, để cá nó ra. Mẹ ơi, có là gì ba? Vớn này là của mấy cái chú thằng kia cả nhà, dân ở trong đây khi nào vô động mấy chú mới dở nha. Rồi hồi nãy có hỏi mấy chú rồi, mấy chú đứng me bên mép đi, bên mép thì đứng xuống. Định đi nha. Mẹ ơi có lên mẹ. Gì ba có lên. Gì ba có lên. Gì ba ơi có lên. Gì ba có lên. Ba có lên. Gì ba có lên. Gì có cá gì. Gì ba có lên. Gì ba có lên. Ốc, ốc quá trời ốc kìa. Thúi quá. Ôi con lươn vô đây. Chị thấy con lươn. Vô ơi. Vô bánh rồi. Ôi có cá. Có cá. Ôi có lươn lươn. Lươn. Ôi có cá chuốt nữa nè. Có hả? Có. Dí ơi vô bánh rồi Dí ơi. Cá lươn kia kìa. Ừ. Nhiều không biết nữa. Ồ con lươn, hai ba con lươn luôn nè. Quá trời đã rồi. Thôi lấy cái thùng lại. Lấy cái thùng lên đi chị dở cho. Dì ơi. Dạ. Vô mánh rồi. Ủa có chốt bụng cả nhà ơi. Ê con thấy một con ba bóng bên đây nè. Hai ba con có chốt luôn. Một con ba bóng. Quá đã. Ôi dạ, cái này là cái gì đây? Gì vậy? Nè, dịp lại. Dì ba cố lên. Dịnh vô, dịnh thùng vô. Cái lớn này mình dắt. Cái chốt đi. Cái chốt đi. Dịnh cái này vô, dịnh háo cái này ra. Hồng vô. Dịnh như Dương chỉnh. Con luôn. Ê, luôn nhảy, luôn nhảy. Rồi. Sao còn cá không? Hết rồi. Rồi lên, lên bờ đi Dương ơi. Đặt cái vớn lại. Ồ, vô mánh rồi. Mấy chú ơi, cảm ơn mấy chú nha. Cảm ơn mấy chú. Mẹ ơi,
rồi có lượng rồi nè. Ta tao chứ. Bà giờ cắt trứng dưng dưng. Giờ anh Vinh khách đến. Trương tao rồi. Nè, Trương nè. Ô. Giờ anh Vinh khách đến. Giờ anh Vinh cắt trứng. Mẹ ơi, có Vinh. Mẹ ơi, có Vinh. Mẹ ơi, có Vinh. Ra cái con gì nó chui vô cái áo. Rồi, nhiễm vô. Cái mẹ gì hết thì kìa. Đó. Nhị ba có. Trời. Ốc vui vàng. Cái trứng nó vui vàng đó. Ê. Cái gì vậy? Ừ. Ốc hồn. Đi đi lên bờ, lên bờ, lên bờ. Lên đây nè Dương, coi đi Dương. Lên đây. Mẹ giúp con. Rồi. Cũng bộn cả nhà ơi. Được con cái gô nữa nè Dương. Cái gô đồng. Cái chốt nữa nè, cả nhà hồi nãy thấy hai con cá chốt luôn mà Dương. Đây nữa nè. Nè cá chốt. Ồ hai ba con cá chốt luôn, được ba con luôn. Con luôn quá bự cả nhà ơi. Đây con luôn này. Ồ. Quá trời đã rồi. Nè, có luôn bự ăn rồi dí ơi. Nó. Luôn nhỏ xíu. Nè, luôn bự đây nè. Rồi bây giờ mình nấu ăn. Đi. Đây đây mình đảo lại mình lấy dép rồi mình về đây. Đây đồ nhãn lồng ngon thấy ghê luôn cả nhà. Đồ nhãn lồng tự nhiên. Cái này cái bông đồ nhãn lồng phải không chị ba? Nè. Ừ, bông đẹp ha. Dạ. Có cái trái nữa. Nhưng mà chị không biết là chín chưa. Nè cái trái kìa. Cái này là cái trái nó còn sống. Còn cái trái của nó chín đó là cái trái của nó là màu màu vàng. Màu vàng hả? Ừ, nè cặp. Con có biết nè, màu vàng. Màu vàng hả? Con có biết không? Vàng. Tặng miêu nè. Vàng tặng đỏ. Tặng xanh. Tặng miêu nè. Vô đồ nhãn lồng này mà luộc ha cả nhà đỏ. Hoặc là nấu canh là hết sảy cả nhà ơi. Lương nè, Nhí với miêu muốn ăn gì? Ăn cái gì ta? Cái gì ta? Quên rồi. ăn mà cũng quên đó trời. Ở đây những ai hái hết Dương. Dạ. Cái đọt của nó bị ngắt ngang không mà. Giống như là ở một gia chèo mới hết Dương. Nấm này hái luộc hai chị em mình ăn được ha. Con cây bông. Gặp mẹ là mẹ mê đấy Dương. Dạ.
Mẹ ưa đọt nhãn lồng này lắm luôn á cả nhà. Về thế là luộc, nấu canh, hấp cơm. Hay là luộc đi ba ơi. Luộc hả con? Dạ. Con ăn không mình cũng luộc. Rồi, cũng được nắm rồi cả nhà. Bây giờ mấy chị em mình vô để kiếm cái chỗ nào mát mát thôi, mấy chị em mình nấu nha. Thấy vậy cho nhiều lắm luôn á. Rồi, vô vô ngay. Sao sao tùng cá vậy trời. Bỏ luôn rồi. Rồi vô. Luộc nha. Dạ. Đéo gì ba ơi, nước mát quá. À. Lương chị làm gì chị ba? Con. Lương mình kho sớm. Thôi con ở đây đi, chút nữa giúp lên giờ. Dạ. Không, con chị ba ơi, ở đây đã quá. Đúng không? Nóng nè. Thôi, con xuống được đâu. Xuống té xuống dưới sông nha trời. Con rảnh được mà. Thôi. Ở trên đây với mẹ nè. Không, con rảnh được. Trời trời khăn quần này Lương. Té xuống sông chị không có vịn được. Đúng rồi, té xuống sông nhí đâu vịn được đâu. Thời gian từ nãy giờ thì mấy chị em cũng tìm được cái chỗ mà để nấu ăn lý tưởng nha cả nhà. Cái chỗ này anh hồi nãy mình ơi. Đi đường đó qua để mình đợi dở dớn. Anh còn trực tay đâu nhí. Ngay chỗ gốc cáo nè, nó mát không, mấy chị em mình lại đây. Cái này ăn có đắng gì ba? Nó nhẵn nhẵn thôi vậy đó. Đẹp trai đôi mèo chỉ mẹ ơi, anh ta đẹp trai ơi. Ô ngoài kia người ta đốt đồng quá trời luôn cả nhà ơi. Ở đó đốt đồng đi chứ. Dạ giờ không có tấm thớt cho nên là sử dụng kéo cắt nha cả nhà, cắt mấy cái thằng xả này ra rồi mình thử. Dạ. Xong chưa Dương ơi? Xong rồi nè. Đem lên đây chị rửa nước lọc lại, giờ mình lấy cái nước lọc để mình rửa rau lại cái nhà ơi. Ba. Do nước ở đây ấy cho mình tiết kiệm chút. Nước thì nó cũng đã sôi rồi. Mình sẽ cho nước vô mình luộc nha. Ờ, cho rau vô mình luộc. Cái này mình luộc không đi cả nhà. Gì con? Ai? Chưa té. Chưa thôi he rồi sao trời, nó cười nhí quá à. Trời không con đi xuống. Ờ chị nhí mới vừa té đó, con không sợ hả? Không sợ. Mèo anh vàng của con rồi mèo. Anh vàng kìa, kêu anh vàng đi. Anh vàng đẹp trai. Anh vàng đẹp trai. Con cười quá à. Mình luộc một chút xíu nó làm anh đàn tịch tay sụ xuống chút nữa là mình lấy ra được nha cả nhà. Không kẹo dơ tấn hả mẹ. Giờ giúp vút nước lên cho, đừng có xạo sự con nữa. Ồ, chín rau rồi bếp cho con nữa đây. Đây rau đọt nhắn lần nè cả nhà, nước nó ra như thế này nha, sẽ gắp ra dĩa mình kho nữa là mình có thể ăn cơm được. Sử dụng chảo này để mình kho nha cả nhà, do là trong đồng không có điều kiện cả nhà ơi. Nâng lá úp lại tại vì mưa lất gắt rồi cả nhà. Đây, mình sẽ hái này. Bắt bếp lên. Tí đấy con nè, ba chết ta nè. Rồi mình sẽ cho dầu vô. Con ngủ còn cá nên anh bỏ kịp tay nữa. Sẽ cho xả vô một miếng cả nhà, mình thử xả trước. Anh bỏ kịp tay. Nó thơm lên xong rồi mình để lươn vô rồi mình cho miếng tổ phi vô nữa nha cả nhà.
Thơm quá Miu ơi. Lấy ra nè. Tỏ vũ chi nhí đi. Trời trời. Miu đi tới thì ứa rồi chứ. Ồ, còn cái chối nữa nè. Ừ. Ở đây người ta mới vừa đốt đồng xong nè cả nhà. Nó đóng đóng rơm đen hồ lùi á cả nhà. Và mình sẽ cho cá với lại lươn vô. Cái con quỷ á. Cái gì? Con hồ lùi hả? Đúng rồi, đốt đồng thấy đen rồi. Con quỷ. Cái chuyện ha. Kinh khủng với cái mèo thiệt. Cho miếng tỏi sấy vô. Rồi, cái này nó cũng sôi lên rồi. Bây giờ mình sẽ nêm nếm luôn nha cả nhà. Được không? Được không nhé? Hạt nêm. Bột ngọt. Đây là đường cả nhà ơi. Ừ. Bột ngọt. Con vẽ. Bây giờ con cần cá luôn rồi. Cho miếng nước màu vô. Nước màu màu đỏ. Ừ. Trộn đều lên. Thơm quá cho con. Thơm ha. Rồi. Chút xíu nữa thì nó săn lại mình sẽ cho nước mắm vào. Rồi mình cho nước mắm vô đi cả nhà. Ta cho tay giả mình cơ. Này, anh bà cho tay giả mình cơ. Quá trời hấp dẫn. Cho nó săn lại. Có thể ăn được. Làm gì mày ngồi gầu dưới Dương? Cái bụng hả? Đợi chị chút xíu được ăn. Đây là mấy trái ớt nè cả nhà. Mình sẽ thả vô. Giống con trai quá Miu ơi. Vì gan con trai luôn á Miu ơi. Mọi thứ vỡ áo lên kìa. Chút nữa là được ăn rồi đó cả nhà ơi. Mẹ ơi. Ơi. Con đẹp. Nè mẹ ăn con nè. Wow, quá giỏi. Mấy chú cá làm con đâu? Rồi lên bếp cơm ăn cơm chứ ơi. Cơm mà về. Nó bụng quá. Gì dạ? Cho nó lớp vô à. Cho không chín đi. Đứng lên té. Đứng lên té hả? Hên đâu mấy chú cho giỏi giớn thấy Dương được ba con lươn với lại mấy con cá chốt, một con cá rô. Trời ơi, như vậy là quá trời luôn rồi cả nhà ơi. Hấp vô mới cười muốn xỉu. Tưởng cái đạo hỏi lọt chứ không. Cái gì? Cầm cái tay bên đây luôn rồi. Ừ. Rồi lên ăn cơm con ơi. Nãy nhìn con nè, nhìn con nè, bye bye. Yêu cách nha. Rồi bắt cơm coi Dương ơi, lấy mấy chén ra ngâm đi rửa nha. Ăn cơm. Này, giỡn với con nè. Hơi giống như chục quỳnh á. Ôi, chín rồi, ăn cơm. Mẹ. Mẹ áo cách thì nó thấy mẹ. Đuổi ra, đuổi ra. Wow. Hôm nay mấy dì cháu ăn trong đồng quá hoành tráng luôn. Đó. Ngon không? Ngon. Nè, giấy ngồi đi con. Ngồi chùm hổm xuống vậy ha. Ủa con mẹ. Rồi. Để chị làm nữa đi. Con muốn ăn cho mẹ. Cái gì con? Ừ. Ăn đi, để nó bụng. Rồi mời cả nhà ăn cơm với lại mấy chị em nha. Hôm nay thì ăn lươn kho sả ớt. Ủa, với lại nhà. Cá. Với lại đòi nhớ lòng luộc nha cả nhà. Quá ngon. Nè, bốn gái. Wow. Không? Đây chị ba gấp cho. Chị ba gấp cho con. Hai chị ba cục ớt. Nhí nó biết nha. Nè,
100. Con chan cái này không? Cục bớt hả? Con chan hả? Mẹ nhớ cho mẹ cục bớt hả? Để nó coi coi coi. À mẹ cho con nè. Là múc ăn lẹ lên cơm quá trời ngon luôn à. Wow. Nhí, đi chén cho con. Mẹ. Rồi con cầm. Mời cái con chuyện cơm. Mời cả nhà ăn cơm, cả nhà ơi. Rồi múc cơm ăn vô. Thử nha. Ăn cho ớt ở nhà. Ngon. Đây là sẵn lòng. Có xương trong đó nó không. Nó không gỡ ra. Rồi. Con phải cắn nó mà dành ra. Tại vì cắn giữa nó có hộp xương hiểu không? Ừ. Ừ. Cái gì vậy? Ngon miêu. Ừ. Ngon đi. Đây, đồ chán lòng này ăn là nên thuốc lắm nghe cả nhà. Mát nữa. Ừ. Nó đắng nhẵn nhẵn cả nhà. Mẹ con ăn còn cục xương không à? Ừ, cứng lắm. Nó ăn cây cây. Ừ. Rồi tới lượt cây trên giữa nhào vô ngậm chút mà. Ừ. Ừ, con cá chốt. Chà bá lửa luôn nè vô. Dạ. Hồi nãy con thấy con cá nãy ở trên. Nãy ở trên cắt cắt. Ừ. Nó cười quá. Nó cười quá hả? Không ăn đồ nó lòng vô. Ngon vô. Con rửa cho cục chuông á mẹ. Ừ. Hả cầm dục. Ừ. Đừng ngậm hết tay con. Lấy mẹ đây con. Ừ. Con nhìn ngoài chẳng trước. Ừ. Người ta không có cười con. Con nhìn ngoài dành cao vậy. Cười con. Ừ, ngồi sao người ta cười con ha. Ngồi vô trước đi. Ôi, bữa nay ăn ở đây rất là mát mẻ luôn cả nhà. Dưới trời mưa lâm râm. Xung quanh thì cắt lúa xong hết trơn rồi. Người ta cũng đốt đồng kìa. Mới đốt bên đây đen rồi bên đây đốm 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 đen đen nhấp chưa vô. Mẹ ơi, con hồi nãy con thấy con bò đẹp trai á. Thấy bò đẹp trai hả? Ừ. Ở đâu đâu? Chỉ con coi xuống xem ơi. Đàn bò quá vậy cả nhà. Người ta đem ra đây cho ăn cỏ cái chiều người ta dắt vô. Người ta hồi nãy giờ người ta nghe vịt chạy đồng không vừa. Vừa nghe bò chạy đồng chưa? Nó bữa nay bò chạy đồng rồi đó. Mẹ ơi. Mẹ ăn dương nhỉ? Ăn dương đó nha. Dạ ăn dương. Bà ơi dương cắt trước. Vậy? Bà ơi dương cắt trước. Bà ơi dương cắt trước. Đồ ưng luôn. Ừ, bà ưng luôn. Không phải bà ưng bương. Gọi gì nữa Miêu, đánh dằn nữa Miêu. Là ưng luôn. Là ưng luôn hả? Vậy mà bữa nay ăn cơm ở đồng ngon. Hương đồng cả nội. Rương với cá thì dễ dớn. Còn rồi nó lòng thì hái. Ăn vậy là bữa cơm quá tuyệt vời rồi cả nhà ơi. Đúng không nhí? Bữa nay số mấy nhí? Không một. Một hả? Ngon. Ngon. Ừ, ngon. Bé còn hai sừng giúp cho con. Con cũng có hai cái sừng. Ừ. Chỉ với tóc dài còn Miêu tóc ngắn. Nhí là con gì? Nhí là con gái, Miêu là con trai. Nhí là con gì? Con gì? Con là ngựa. Ngựa hả? Con và con rồi, con ngựa hai sừng. Con và con ngựa sừng hả? Con một sừng. Ngựa một sừng rồi hả? Dạ con và con hả? Con lại nỏ hả? Bé hai sừng. Hai sừng đâu? Nữa. Con phải hả? Có hai cái lỗ tai. Hả có hai lỗ tai hả? Hả có hai lỗ tai dài. Miêu có hai lỗ tai không? Hả? Không hai lỗ tai đâu. Hai lỗ tai nhỏ. Rồi, ăn lươn đó không? Ăn. Nè, rồi múc cơm ăn vô.
Thì hôm nay á mấy giờ cháu đi ra đồng ăn bữa cơm hôm nay thì quá ngon luôn rồi cả nhà ơi. Nếu cảm thấy thích video của gia đình mình hãy nhớ đăng ký và share ủng hộ kênh của mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại cả nhà ở video kỳ sau. Bye bye. Bye bye.